Hiếu Minh Đô xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hiện tại bây giờ buổi chiều tối ngày 29 tháng 10 thì trong video này em rất vinh dự được giới thiệu được các bác và tất cả anh em và cũng mong muốn là muốn bán thanh lý một số các mẫu đẩy. Thì hôm nay em ra rất là lâu em mới ra đây thì tại kho Hiếu Minh rất lâu. Cái khu này em mới ra thì hôm nay em lọc ra thực ra những đống đẩy này là mẫu đẩy chạy bình thường thì em còn có tầm 10 chiếc thôi bác, 9 chiếc nhưng mà do có dòng đẩy 2 kênh và 3 kênh và 4 kênh thì em còn có đúng 2 chiếc 4 kênh này thôi. Và báo cáo bác là em muốn bán giá rất là giật mình cho bác, nhanh tay thôi nhá, số lượng không nhiều đâu. Hàng đẩy bãi của B3, mã hiệu ngoài là M sao, hình thức dòng này thì đạt khoảng 65-70% luôn. Hàng bãi xịn thì đối với hàng bãi thì Hiếu Minh sẽ bao zin bao xịn, nhưng trong 2 chiếc đẩy này thì có một chiếc là zin xịn nguyên bản luôn. Và một chiếc thì cũng zin xịn nguyên bản, chỉ nó chỉ thay mấy con tụ này. Và tụ này là người Trung Quốc họ thay thôi nhá. Đây, mấy con tụ nhỏ nhỏ. Nhưng nó cùng chỉ số vôn và ampere thì nó vẫn chạy được bình thường. Chứ bên em ở là em báo cáo thay thì em sẽ mua mấy tụ này, vì tụ này nó không khó, vì tụ này mua 40.000 con thôi các bác ạ. Tụ của B3 này có 50V hoặc 63V. Còn đâu ở đây em bao zin bao xịn là từ các con phay nhôm, vỉ phay nhôm từ hàng sò này, rồi là từ các cái điểm keo của nó các bạn. Có gì mà xịn, và con này nó sẽ bị thay mất tủ tụ này nhưng giá em sẽ bán rẻ hơn. Và công suất đối với dòng đẩy này là 750W một kênh bằng nhá, nhưng là 4 kênh. Như anh em cũng như các bác có thể đi sự kiện đánh ở đây là đánh được một quả 40 một kênh bằng nhá, một quả 40 một kênh. Đấy. Một quả 40 một kênh bằng nhá, 750 750. Mất một kênh mà 705 gọi cũng khác gì 750 đâu. Đấy. Báo cáo bác luôn. 150. Đấy. Lỗ chở 8 ôm. 4 ôm là 1.200 bác nhá. 1.200, 4 kênh. Và đối mẫu này tất cả đang chạy bình thường. Và cái mức giá báo cáo bác luôn thì là em sẽ bán đối con mà vẫn còn nguyên zin nguyên xịn này này. Nguyên đài nó đây, vẫn nguyên tụ nguyên bản đây. Mất 1-2 con phụ phồng này. Thì đối với B3 như biết rồi thì nó cũng khá là lành. Nhưng một số lưu ý em lưu ý các bác nhé, nếu các bác đã chơi những dòng đẩy bãi B3 có biết rồi thì B3 nó chỉ có là khi lỗi một là tụ phồng nhiều thì nó sẽ là mất vế, nhưng bác thay tụ này hết tụ nó cũng rẻ thôi. Hai là khi mất vế bác lưu ý cho em này. Đây, em lấy led đã nhá, bác gạt cho em ở các chế độ như 0.75 và 3.2 gạt lên gạt xuống, nó sẽ ở trước cái điểm rắc này, nó sẽ ra kênh như bình thường nhé. Đối dòng B3 con nặng vậy, có lưu ý cho em nhé khi bác sử dụng này. Khi mất vế bác, khi bên trong là tất cả bên mạch như bình thường này, thì trường hợp không may bác chơi lâu mà nhất là các bác đi sự kiện di chuyển nhiều ấy thì có thể là nó sẽ bị lỏng ở điểm chân này, các bác gạt lên gạt xuống cho em là được, điểm mà mất kinh nào thì mình gạt kinh đấy, gạt khéo tay là được, thế thôi. Rất đơn giản, cái dòng này thì em lưu ý luôn để các bác dễ sử dụng. Còn đâu mỗi ngày một chiếc này là em bao zin bao xịn nguyên bản này với giá 4.700.000 đồng. Cái giá không thể không để ấy được, giá rất là tốt rồi, dòng bãi xịn bên mạch xanh sạch đẹp. Và một chiếc này thì nó rẻ đấy được 500.000, thì nó chỉ có mấy con tụ người thay thôi, nó không liên quan mấy đâu các bạn. Với 500.000 bác mua 10 con tụ thay hết cả gần như dàn tụ này, em nói luôn, mua gần hết cả dàn tụ này luôn. Nhưng Hiếu Minh fix cho 500.000 vì nó vẫn chạy bình thường, fix cho 500.000 là 4.200.000 đồng một chiếc đẩy 4 kênh, cho công suất ra là 750W một kênh. Các bác đánh được mỗi kênh là một quả bát 40 đơn bác nhá. Đằng trước đây. Đấy, các bác có nhu cầu, anh em có nhu cầu. Sản phẩm ngon bổ rẻ đây. Nói thật sự đây là một sản phẩm ngon bổ rẻ. Và hôm nay em ra em thì báo cáo bác là em chỉ còn 2 chiếc đây nhá. Ôi, điêu luôn, em đây, em để đây. Rất là lâu ngày rồi, em lâu lắm ra đây rồi. Chỗ này chỗ anh em hay đóng hàng nên em biết rất ít khi ra đây. 4 chiếc này, 6 chiếc, 8 chiếc, 9 chiếc. 2, 4, 6, 8, 9, ừ đúng rồi. 9 chiếc ra à? Thì trong này có những mẫu 2 kênh và 3 kênh thì nữa em sẽ lọc ra, mỗi mẫu có vài chiếc thôi, em bán lốt rẻ cho các bác luôn. Thì nó kênh này bây giờ một cái giá rất là hợp lý rồi, thì các bác có nhu cầu nhanh tay liên hệ nhé, nhanh tay liên hệ. Và một số lưu ý như em báo rồi, có một chiếc này thì rẻ hơn 500 là vì nó thay mất mấy con tụ đấy thôi, con tụ này các bác cứ chơi một thời gian ok, mai bác phải thay tụ được, thay tụ mới tinh luôn, thì tụ này nó cũng rất là rẻ, 4-50.000 con quả tụ thôi. Và các bác lưu ý khi ở bên phía bên khi bác lưu ý khi bác bật lên, mà như là anh em đi sự kiện nhé, do các gia đình cố định thì nhiều khi không sao, nhưng anh em đi sự kiện này nhấc ra nhấc rô nhiều khi nó đụng chạm là các bác
Gạt lại cái lẫy này cho em nhé, lẫy ở các cái vế này 0,5 và cả 3,2 dB này. Đấy. Chế độ đánh ý, gạt lại là nó sẽ ra kênh như bình thường thôi nhé. Đồng B3 nó hay như bị vậy thì em báo các bác luôn. Thì có nhu cầu nhanh tay liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua hai số điện thoại hotline là 0919182233 hoặc 086999 7229, cũng như đến cơ sở bên Hiếu Minh. Với dòng này nếu mà các em chốt xong hai chiếc này thì em sẽ báo cáo hết hàng luôn. Hoặc đến cơ sở em là cơ sở 1 là 364 Quang Trung ở Đông Hà Nội, cơ sở 2 là 184 Nguyễn Thuận Long Biên Hà Nội. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.